Bây giờ thiết bị đã kiểm tra là đầy đủ, còn có sách chứng nhận hỗn nhôm mới, kềm kềm có thiết kế tối ưu nữa là có ống ống chụp luôn đó, ống chụp đầu đột dự phòng giúp tinh chỉnh dụng cụ khẩu lắp. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử cái mẫu nhôm chuẩn, nó ra là khoảng 15 độ rưỡi đến 16 độ là ok, bấm thử cái ok 16 rồi, 16 chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đo thử cái mẫu nhôm này, cái này có bao nhiêu nhé. Mẫu nhôm này 11.5, 11.5 độ rưỡi. Nhôm này là cái nhôm sơn có lớp sơn bên ngoài, mẫu nhôm dân dụng. Này mẫu nhôm theo theo kiềm, cái đóng rất rất chuẩn và mới luôn.